Lan Trần Nguyễn Lâm xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay lại một phiên bán hàng mới ngày 10 tháng 9 năm 2020. Và ngày hôm nay thì cũng không phải là một gì đặc biệt lắm. Cây hồng hòa bình lại tiếp tục nở lại các anh chị ạ. Cây giống cây hồng hòa bình là cái cây mà trong vườn tụi em đã gây được giống rất là nhiều. Và hiện tại khả năng là kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm nắm cái cây này nhiều nhất đó các anh chị ạ. Và cây này thì đối với Nguyễn đánh giá nó rất là đẹp. Vừa rồi thì cây hồng Yên Thủy cũng đã nở. Trước đây thì có rất là nhiều bỡ ngỡ về giữa cây hồng Hòa Bình này và cây hồng Yên Thủy. Thì sau khi cây hồng Yên Thủy nó nở và Nguyễn đã quay và so sánh cho các anh chị xem, thì cây hồng Hòa Bình và cây hồng Yên Thủy là hai cây hoàn toàn khác nhau các anh chị. Mặt hoa của nó hoàn toàn khác nhau. Khác nhau từ về cái lưỡi đến cái cánh của nó hoàn toàn khác nhau, về màu sắc nữa. Về công tâm mà nói thì cái cây hồng Hòa Bình này được đánh giá cao hơn rất là nhiều về vẻ đẹp của nó so với lại cây hồng Yên Thủy cũng kể như kể cả cây hồng Mỹ Nhân. Tuy nhiên cái vẻ đẹp nó không nói lên về cái giá trị cây nha các anh chị. Giá trị cây là do thị trường. Thế còn cái vẻ đẹp của cây nó tùy theo cái cảm nhận của mỗi người thôi. Hoa rất to nha các anh chị. Các anh chị xem cầm trong lòng bàn tay của Nguyễn. Về cái sắc tố hồng của cây hồng Hòa Bình này thì nó lên rất là đều ở trên cái bộ cánh của nó. Và mắt của nó thì nó dạng như nó màu nhung nhung hồng các anh chị. Tôi sẽ zoom sâu cho mọi người xem. Rất là nhiều lông trên lưỡi các anh chị. Có nhiều anh chị không hiểu về giá trị cây và vẻ đẹp á, thì cứ nói là Nguyễn sao, tại sao cứ nói là Nguyễn đánh giá cao cây hồng Hòa Bình nhưng mà lại bán giá thấp hơn so với lại cây hồng Yên Thủy, hoặc là bán giá thấp hơn so với lại cây hồng Mỹ Nhân. Cái chuyện giá cả là do thị trường quyết định đó các anh chị. Còn hiện tại đối với cây hồng Hòa Bình này là Nguyễn nắm giá nhiều, Nguyễn nắm cây nhiều. Và Nguyễn cũng không muốn làm giá nó thật sự là nó quá cao đi. Cho nên là Nguyễn cũng làm nó ở cái mức ngang tầm hoặc là nhỉnh hơn một chút so với cây hồng Yên Thủy thôi. Và vừa rồi mình cũng có đăng bán hai cây thì hiện tại còn một cây kia nhỏ thôi, cây 35 triệu thì đã bán rồi. Cây hồng Hòa Bình, cây này là giá là 30 triệu nha các anh chị. Hôm nay thì mình sẽ đăng bán một cây như thế này thôi. Kích thước của nó là hơn 6 cm nha. Anh chị nào muốn mua những bụi hồng Hòa Bình lớn về làm giống thì có thể là gọi điện cho bên em, thì nhân viên nó sẽ cung cấp số điện thoại, thì tụi em sẽ liên lạc, chủ động liên lạc và cung cấp hình ảnh cho các anh chị một cách riêng. Những cái bụi lớn tụi em có rất nhiều nha. Rồi những mặt hàng khác thì hiện tại vẫn đang có hai cái chậu. Đây là cây vỏ tòng, năm cánh trắng vỏ tòng. Chậu năm cánh trắng vỏ tầm số 1. Cây này giá là 9 triệu nha các anh chị, cây nó nhỏ. Cái cây 51 của nó có chút xíu thôi thì nó lên cái mầm gốc năm thứ hai nha các anh chị. Đây. Còn cái chậu năm cánh trắng vỏ tầm số 2, chậu này thì là 2 cây, giá là 15 triệu. Hai cây này thì kích thước của nó chỉ tầm 3-4 cm thôi nha các anh chị nha. Hơn 3 cm. Cây bên này thì được tầm 4 cm. Và anh chị nào chưa biết mặt hoa năm cánh trắng vỏ tầm thì mình cũng xin giới thiệu qua cho mọi người xem ha. Đây là một cây năm cánh trắng bệt, lưỡi bệt và cái mũi nó hồng hồng. Cây này ngày trước người ta gọi là cây năm cánh trắng lâm thồn, nhưng cái tên nó không được đẹp cho nên là bây giờ thống nhất gọi là cây vỏ tòng nha các anh chị. Cái lưỡi của nó bệt đậm, ở phần đầu lưỡi nó còn trắng một tí xíu thôi. Cây này thì xuất xứ từ Lâm Đồng nha các anh chị. Xuất xứ của cây này là nó thuộc, khả năng là nó thuộc Ma Bó Lâm Đồng. Về thân lá cây này thì nó xanh sạch, rất là đẹp. Rồi ở đây mình có chậu năm cánh trắng HO số 1 ha.
Chậu này thì 40 triệu. Cây này thì nó đang có hai cái mầm lỡ đây nha các anh chị. Một cái mầm lỡ nhỏ và một cái mầm lỡ nó lớn hơn một xíu. Ngọn đang đi và kích thước của nó thì nó được tầm 16 cm á. Cây này thì nó đang đi và rất tiềm năng. Giá trị cây này là 40 triệu cho cây HO số 1. 16 cm, hai chùy lỡ. Ở đây mình có một cây năm cánh trắng chân thành, đây là cây ươm. Dòng năm cánh trắng chân thành thì cái thân của nó mảnh mảnh nha các anh chị, nó không có mập như là những cái dòng thân thân của những cái cây từ phía Bắc nha các anh chị. Cây này nó sổ trong miền Nam ở chân thành Bình Phước á. Thì khả năng cây này nó là nguồn gốc từ Campuchia. Kích thước nó là được tầm 12 13 cm và giá cho cái loại này hàng kỳ là 2 triệu 1 cm nha các anh chị. Khi đó là giá 24 triệu. Và mặt hoa năm cánh trắng chân thành nở gần đây nhất là như thế này. Cây này thì vừa rồi nó nở rất là chuẩn hoa. Đó, cái khuôn chuẩn của năm cánh trắng chân thành là như vậy nha, cực đẹp. Cây này được sổ tại huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước và đặt tên là năm cánh trắng chân thành. Hai mắt của nó rất là gọn và nó sức sước, mũi thì nó gần như là màu trắng, nó màu trắng ngà đó. Cây này có một sở hữu một cái mặt hoa rất là đẹp và cây này hiện tại giá trị của nó cũng đang ở mức trung bình. Tiếp theo mình có một cái chậu năm cánh trắng Long Điền cỡ lớn dành cho các anh chị nào muốn gây giống nè. Ở đây cây đang có một mắt đang có nụ nha các anh chị. Đang có nụ. Còn tất cả cái thân 51 này các cái mắt của nó chỉ mới có một cái nụ thôi. Kích thước của cái thân 51 này là nó được 31 cm. Đây cái mầm 52 này thì nó cũng trên 30 cm. À không, nó cũng khoảng tầm là 25 cm. 25 cm và cái chậu này mình bán chẳng giá là 60 triệu cho cây này nha các anh chị nha. Cây năm cánh trắng Long Điền nè. Cho các anh chị nào về làm giống. Sẽ có hoa chính chủ luôn. Còn hoa năm cánh trắng Long Điền thì nó có một cái bộ cánh khỏi che rồi. Khuôn hoa rất là đẹp. Mũi của nó là mũi hồng. Và hai má ở bên trong cái lưỡi của nó là ửng hồng, nó không có mắt. Cái mũi của nó là màu hồng, hai má của nó ửng hồng, cho nên cây này không được gọi là cây trắng tuyền, nó là cây năm cánh trắng vì nó có sắc tố màu hồng ở trên mũi nha các anh chị. Cây trắng tuyền là nó trắng tinh hết, nó không có màu hồng. Và tiếp theo là những cái chậu năm cánh trắng Phú Thọ. Thì đây là chậu số 1, đây là cây năm thứ hai ha, mầm năm nhất nó có chút xíu vậy thôi. Đây là mầm năm thứ hai. Cây này được 32 cm nha các anh chị nha. 32 cm và giá là 30 triệu cho cây này. Mầm mà đang đi, ngọn đang đi nha. Và cây rất là khỏe. Đó là chậu năm cánh trắng Phú Thọ số 1. Vì chất lượng cây rất là tốt, rất là lực, cho nên giá trị nó đi theo cái lượng lực của cây và cái sức khỏe cây. Đây là chậu số 2. Chậu này thì mình cũng đã đăng một lần rồi. Chậu này thì giá là 40 triệu và kích thước của nó là được mầm này là 22 cm nè. Ngọn đang đi và mầm nhỏ bên kia là được 19 cm, tổng lại là được 41 cm. Ngọn bên này là 19 cm, cả hai ngọn đều đang phi rất là mạnh ha. Cây rất là khỏe. Cho nên là giá trị cây hiện tại nó nằm ở tầm là 40 triệu cho chậu số 2. Có thể là giá trị nó mọi người thấy nó đắt nhưng mà vì cái cây này nó rất tiềm năng. Vừa rồi cây năm cánh trắng Phú Thọ nở tại vườn. Ở Bình Phước thì nở như thế này nha các anh chị. Tại vì là cây năm cánh trắng Phú Thọ nó về các vùng miền khác là nó biến thiên đó. Biến thiên về cái màu mắt thôi. Như ở Bình Phước là nở là màu mắt rất là đậm nha các anh chị. Màu mắt của năm cánh trắng Phú Thọ rất đậm. Cây năm cánh trắng Phú Thọ đối với em thì cây này là một cây bình thường không đẹp đâu. Nó chỉ đẹp ở hai con mắt thôi, còn về bộ cánh của nó thì thua xa lắc so với những cái cây khác. Tuy nhiên đây là một cây làm kinh tế cho nên giá trị nó cao. Đây là cây năm cánh trắng Chumoray. Cây này thì giá là 7 triệu. Cây này thì được vào chậu khoảng tầm 20 ngày. Kích thước của nó được 17 cm.
Ngọn đang đi mạnh nha các anh chị. Đây, cây này được vào chậu khoảng 20 ngày rồi nha các anh chị nha. Như vừa rồi mình nói là cây năm cánh trắng Phú Thọ là một cây làm kinh tế cho nên là giá trị nó cao. Nó chỉ đẹp được hai con mắt thôi. Về bộ cánh của nó không có bay như là dạng như những cái cây như thế này. Nó lúc nào cánh của năm cánh trắng Phú Thọ nó cũng cụp hết cả. Còn sở dĩ người ta chụp hình nó bay là người ta uốn nó lên cho nó bay nha các anh chị. Chứ còn bình thường cái cây năm cánh trắng Phú Thọ là nó là cái cánh nó cụp xấu lắm. Đây là cây mặt mặt hoa cây năm cánh trắng Chumoray của Tây Nguyên. Tiếp theo là mình sẽ có ba cây năm cánh trắng mắc nai. Cây số 1 này được vào chậu ngày 20 tháng 8, có nghĩa là được gần 20 ngày rồi. Chậu này thì giá là 3 triệu rưỡi ha. Kích thước cây này thì nó cũng khá là dài. Mắc nai thì cái thân nó mảnh mảnh như thế này thôi. Cây đang đi ngọn nha các anh chị. Kích thước cây này thì nó được 10 18 19 cm đó. Cây còn đang đi ngọn và giá là 3 triệu rưỡi. Tiếp theo là cây năm cánh trắng mắc nai số 2. Cái rễ của nó còn đẹp. Đây là cây năm cánh trắng mắc nai số 2, cây này thì vào chậu ngày 18 tháng 8 là cũng hơn 20 ngày. Cây này giá 2 triệu rưỡi. Rất là đẹp, ngọn đang đi. Kích thước được khoảng tầm 11 cm, giá là 2 triệu rưỡi nha anh chị. Và cây năm cánh trắng mắc nai số 3, cây này cũng vào chậu ngày 28 tháng 8. Cây này thì mới vào chậu được khoảng tầm hơn 10 ngày. Cây số 3 này giá là 3 triệu ha, kích thước nó được 15 cm. Mặt hoa năm cánh trắng mắc nai thì không xa lạ gì, anh chị nào thường xuyên xem kênh Lan Trần Nguyễn Long thì cũng biết kênh tụi em cây này sở hữu nhiều và hoa nở cũng rất là nhiều lần, tụi em thường xuyên làm hoa cho mọi người xem. Cây này nó có cặp mắt rất đậm nha các anh chị, năm cánh trắng tinh. Cây này thì thân nó mảnh ra nhưng hoa nó cũng to. Cái dòng năm cánh trắng mắc mờ Bùi Viện ấy, thì hoa nó sẽ nhỏ hơn nhiều. Đây là chậu năm cánh trắng Sài Gòn, hôm nay thì cũng cái chậu này bữa nay nó lại ra thêm một cái kỳ nữa. Đây có một cái kia đang có rễ và mình sẽ lắc nó xuống à. Kia này thì nó được tầm khoảng 10 11 11 12 vậy đó. Cái đoạn này nó ốm cho mình có thể lắc một tay vẫn được, những cái đoạn thân mập mới nó bám nhiều thì mình mới dùng cần dùng tới lưỡi lam. Kỳ năm cánh trắng Sài Gòn giá là 6 triệu, kích thước được tầm 12 cm. Đây là hoa bói của cây năm cánh trắng Sài Gòn, các anh chị thấy cái lưỡi nó chè xuống nhưng mà cái hoa chuẩn là cái lưỡi của nó không có bị chè như vậy nha các anh chị, cái lưỡi của nó rất gọn. Cây này thì cái bộ cánh của nó là nó bầu rất là đẹp. Cái hoa chuẩn của nó thì cái lưỡi của nó không bị chè xuống như thế này nha các anh chị. Đây là cái hoa bói đầu ngọn thôi, cái mắt rất đẹp. Cái lưỡi của nó thì rất gọn đó, chứ không bị chè xuống như vậy. Năm nay mình sẽ cố gắng làm thêm một cái hoa cho nó đẹp hơn. Ở đây cái chậu lớn năm cánh trắng HO của mình nè các anh chị nè. Bữa nay nó làm được 5 cái mầm gốc đang đi. Thì trên cái chậu này hiện tại đang có một cái kỳ mình cũng sẽ lắc xuống ha. Kỳ và đang có nụ ở trên thân luôn nè các anh chị. Kỳ này thì nó không được khỏe lắm tại vì cái thân này đã khai thác rất là nhiều rồi. Đây, ba cái nụ này trong vòng khoảng 1 tuần nữa nó sẽ nở, mình cũng sẽ quay cho mọi người xem. Thì cái kỳ này mình lắc nó xuống. Kỳ này thì hiện tại cái tình trạng cây là đã đứng ngọn nha các anh chị nha. Về chăm thì rễ nó sẽ ra, thân nó mập lên và lúc đó chúng ta làm một cái mầm gốc khác. Kích thước của nó tầm 5 cm và mình bán cái cây này với giá là 13 triệu. Anh chị nào chăm được thì chúng ta lấy về ha, còn không chăm được thì có thể gửi lại để tụi em chăm cho tới khi nào cây nó ổn định. Rễ thì tụi em sẽ gửi đi cho các anh chị, nó khoảng tầm 2 tháng đó. 1 tháng rưỡi cho đến 2 tháng.
Cây thì hiện tại có dấu hiệu đứng ngọn rồi nha các anh chị nha. Đó, cây này là giá là 13 triệu. Năm xe. Rồi đó là những mặt hàng va trong ngày hôm nay ha. Và hôm nay thì Nguyễn sẽ vào vườn lan giống, thì ở đây Nguyễn có năm cái chậu này là năm cái, đây là năm cái cây thanh hạt, mà đây là những cái cây nguyên bản từ rừng nha các anh chị, những cây nguyên bản, tức là những cây chặt có thân mẹ từ, không phải thân mẹ mà chặt có cái thân gỗ từ trên những cái rừng thông á. Đây là những cây nguyên bản hết và Nguyễn cho vào chậu. Và năm cái chậu này hiện tại đang có hoa, và đây là mặt hoa thanh hạt của rừng thông Lâm Đồng nha các anh chị. Đây là một cây cực kỳ quý hiếm nha. Hiện tại những cái dòng cây này ở những cái rừng thông Lâm Đồng nó không còn nhiều nữa. Và đây là những cái cây nguyên bản từ rừng. Và em cho vào chậu và chỉ cho thêm một ít vỏ thông vào thôi. Chậu số 1. Đây các anh chị thấy là một bụi từ rừng, nguyên bản từ rừng nha. Nó có cái khúc vỏ thông đi, cái khúc cây gỗ thông đi kèm đó. Đây là cái thân hoa và rễ của nó nè. Và đang có hoa luôn. Và đây là cái thân tơ. Thân tơ này cũng được cả gang nè. Mầm gốc đó. Nó chỉ có một cái mầm gốc như vậy, đang có khỏe và đang có rễ nha. Chậu số 1 giá là 1 triệu. Những cái dòng này bây giờ nó rất là hiếm nha các anh chị. Hiếm lắm. Để dành cho các anh chị nào muốn sưu tầm thôi. Chậu số 2 cũng giá là 1 triệu, cũng là một bụi thanh hạt nguyên bản. Đây có khúc phổ thông nguyên bản nè các anh chị nè. Còn Nguyễn cho vào chậu thì Nguyễn cũng chỉ cho thêm một ít vỏ thông vào thôi, chứ không có gì khác đâu. Rễ nó sẽ bám vào. Ở đây là cái thân thân tơ. Và đây là thân hoa, đang có hoa đây. Đang có ba cái hoa. Đối với những cái cây thanh hạt này, các anh chị và các bạn chúng ta trồng ở những cái nơi mà thoáng và nhiệt độ thật mát nha các anh chị nha. Đừng có ẩm, ẩm là nó không chịu đâu. Cây này là nó khô thoáng. Tưới thì tưới, thời gian tưới nên hơi dài một tí. Chậu số 3 này giá là 1 triệu. Cũng đang có một cái thân đang có hoa. Và một cái thân tơ. Các anh chị thấy là có những cái vệt xanh xanh ở trên lá là vì vườn trong của Nguyễn vừa rồi vừa mới xịt mancozeb nha các anh chị. Để phòng nấm. Chậu số 4 cũng là một cây nguyên bản từ rừng. Một bụi nguyên bản từ rừng cũng có mầm gốc đây. Đây cái khúc gỗ thông nguyên bản này. Và Nguyễn cũng chỉ cho thêm một ít vỏ thông vào chậu thôi. Cây đã có rễ nè. Đó, mầm gốc đây. Và đây có hoa. Rất là chuẩn cây, chuẩn hoa. Và cái dòng này Nguyễn nói với các anh chị là nó cực kỳ hiếm nha các anh chị nha. Cuối cùng Nguyễn có 6 chậu thì đây là chậu số 5. Chậu số 5 cũng là một khúc nguyên bản và có một cái mầm gốc lên nè các anh chị nè. Cũng giá là 1 triệu ha. Đây khúc gỗ nguyên bản. Đây có một cái hoa, một thân hoa. Đó, khúc gỗ thông nguyên bản và rễ nó đã bám, rễ mới á, nó đã thuần. Cuối cùng là chậu số 6 ha. Chậu này thì nó lớn và giá là 2 triệu cho chậu số 6, là một khóm lớn. Đây là cái khúc gỗ nguyên bản từ rừng. Bên trong chỉ có vỏ thông thôi và rễ nó đã bắt đầu bám. Một mầm tơ nè. Hai mầm tơ. Ba mầm tơ. Và một thân đang có hoa đây. Em xin nhắc lại anh chị nào mà trồng cái cây này thì chúng ta nên để nó ở nơi khô, thoáng và nhiệt độ thật là mát nha các anh chị, nhiệt độ thấp á. Và khi tưới chúng ta tưới thời gian dài và nhanh, làm sao để cho nó nhanh khô chậu, cây này nó không chịu ẩm nha các anh chị nha. Cuối cùng là những cái cây nù tam bố cỡ lớn. Vừa rồi thì Nguyễn bán những cái cây nù tam bố cỡ nhỏ, size nhỏ, còn đây là những cái cây nù tam bố cỡ lớn mà năm ngoái đã sổ hoa rồi, chuẩn hoa nha các anh chị. Cây rất chuẩn nha. Có những cây thì nó vừa thắt ngọn thì nó mới phình thân ra thôi, còn có những cây nó đã thắt ngọn rồi lâu rồi thì nó sẽ phình lên tới phần đầu ngọn. Như cây này nó thắt ngọn lâu rồi nó sẽ phình lên tới phần đầu ngọn. Và cây nù tam bố này là một dòng cây nở vào mùa xuân. Chậu số 1 18 cm, giá là 300.000.
rất là mập mạp như thế này các anh chị. Đây là những cái thân cũ năm ngoái nó đã ra hoa và mình cắt đi để ươm kia. Cây này thì đã thắt ngọn từ lâu. Những cây này là có khả năng cho hoa được vào mùa xuân nha các anh chị. Tại đây là những cây nó chỉ tầm 20 cm thôi. Còn những cây mà nó tầm 40-50 cm á, thì nó mới chắc chắn cho ra hoa. Chậu số 2, thân rất là mập mạp, cũng 18 cm và giá là 300.000. Đó, những cây này là có khả năng ra hoa rất cao nha các anh chị. Khả năng thôi chứ còn không chắc chắn nha, tại vì còn tùy theo vùng miền, nhiệt độ, khí hậu nữa. Chậu số 3, 18 cm, cũng giá là 300.000. Cây này thì cũng đã thắt ngọn. Tất cả những cây nở xuân thì bây giờ nó thắt ngọn hết rồi các anh chị. Những cây nào nở vào mùa xuân thì đến mùa thu như bây giờ là nó đã thắt ngọn hết rồi. Chậu số 4 cũng vậy, 300.000, 18 cm. Cây này thì mới thắt ngọn. Đây thì cái phần thân giữa nó phình ra, phần đầu ngọn nó chưa phình. Cây nù tăm bớ số 5, 22 cm, giá 350. Những cây này năm ngoái đã sổ hoa hết rồi nha các anh chị nha. Là cái thân già năm ngoái thì tụi em đã cắt hết sát gốc để ươm kia hết rồi. Chậu số 6, 26 cm, cũng giá là 350. Chậu số 7, 27 cm, chậu này giá là 400. Vì chậu này nó đã lên một cái mầm gốc rồi nha các anh chị. Đây, cây đã thắt ngọn rồi đây. Thân nó phình mập mạp ra. Cây nù tăm bố là cái cây rất là đặc biệt nha các anh chị nha. Hoa đẹp. Thân của nó về phát triển dài nhất nó cũng chỉ tầm 5-60 cm là hết rồi. Tối đa. Cây này đã có mầm gốc nha. Cây số 8, 25 cm, giá 350. Cây này thì cũng như những cây khác, nó đã thắt ngọn và phình thân. Chúng ta chờ nó hoa vào mùa xuân thôi. Và mầm gốc chúng ta tưới thường xuyên thì nó sẽ lên mầm gốc. Cây số 9, 27 cm, và cũng giá là 350. Cây này mới thắt ngọn các anh chị. Rất là chuẩn cây nù tăm bố nha các anh chị nha. Nù tăm bố là một cái dòng di linh, di linh xuân đó. Và thân nù là một cây rất đặc biệt. Đây, chậu số 10 này thì đang chuẩn bị thắt ngọn. 25 cm, giá 350. Chậu số 11, 24 cm, cũng giá 350. Đó, cây này nó đã phình lên tới ngọn rồi đây. Đặc điểm cây nù tăm bố là nó không có dài, nó chỉ tầm 50-60 cm thôi. Và đặc điểm đặc biệt nữa là hoa của nó gần như là từ 1/3 gốc cho tới ngọn. Chậu số 12, 450.000. Thân lớn nhất là 26 cm. Đã thắt ngọn nè. Đây là mầm thứ nhất. Mầm thứ hai này được 7 cm, cũng đã thắt ngọn. Và ngoài ra còn một cái mầm nhỏ nữa. Mầm này thì tầm 3-4 cm, cũng đã thắt ngọn. 3 mầm, giá là 450. 450 cho chậu số 12, 450.000. Chậu số 13, chậu nù tăm bố số 13. 2 mầm. 14 và 19. Chậu này giá là 500.000 cho hai mầm này. Chậu số 14 giá là 700.000, chậu này có 3 mầm 20, 13 và 6. Đây, rất đẹp, tất cả đều đã đứng ngọn hết rồi, 20, 13 và 6 cm. Giá là 700.000 cho chậu số 14. Rất là đẹp đây. Cái này thì về các anh chị có khả năng xem hoa được vào mùa xuân tới nha các anh chị nha. À, chậu số 15, chậu này giá 600.000, nó có hai mầm khá là đều, 20 và 21 cm. Còn về cây nù tăm bố thì Nguyễn cũng xin giới thiệu lại cho các anh chị và các bạn nào chưa biết về cái cây này ha. Cây này thì đương nhiên nó ở trong miền Nam rồi, nó thuộc Tây Nguyên, thuộc Lâm tỉnh Lâm Đồng đó. Về nguồn gốc của nó thì nó
là một cái dòng cây Di Linh Xuân. Chậu số 16, giá là 600 nghìn ha. Nó cũng hai mầm 17 và 20 sen. Cây này là một cây có thân lá đẹp và mặt hoa cũng rất là đẹp. Ở đây cái chậu cuối cùng này đã lên được hai cái mầm gốc này nè các anh chị. Ở đây còn một cái mầm nhỏ nữa đang nhú. Đó là toàn bộ những mặt hàng mình bán trong ngày hôm nay. Và mặt hoa nụ tam bố như thế nào thì mình cũng mời các anh chị và các bạn đã xem ha. Tết vừa rồi thì có một cái cây lớn của Nguyễn nó đã nở hoa. Và cây này đặc điểm của nó là nó nở hoa, các anh chị thấy nó gần như là từ gốc đến ngọn luôn nha các anh chị. Hoa rất là đẹp ở đây. Đây là đặc điểm của cây nụ tam bố ha, nó có viền cánh. Hoa tím. Lưỡi đỏ. Và có viền cánh. Mặt hoa này nhìn thực tế bên ngoài rất đẹp cây này. Đặc điểm của nó như mình đã nói, nó không có dài hàng mét như là những cái cây phi điệp khác các anh chị. Đó, cây nó nở từ 1/3 thân cho đến ngọn. Như cây này là cây năm thứ 3 nè. Đó, đặc điểm của cái hoa nụ tam bố nó như vậy ha, nó có viền cánh, lưỡi đỏ và bộ cánh tím. Video bán hàng đến đây là kết thúc ha. Mình cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video bán hàng trong ngày hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm 2020. Em xin chào tạm biệt và lại hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những phiên bán hàng tiếp theo.